Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay thứ hai đầu tuần thì mình có là một cái kèo vàng được khoảng 80 pip và đang buy, và một cái kèo dầu nữa, dầu cũng đang chạy. Đây. Ok, thì bắt đầu với vàng đi. Thì với vàng mình đã có một cái plan sell vàng từ ngày bao nhiêu? Sáng nay 7 giờ 06. Đây. Ok. Mọi người có thể thấy ở đây là gì? Một cái kèo sell vàng tại khu 57, đúng không? Tại khu 57 và lúc 7 giờ 06 phút. Ok. Thì kèo này, tại sao mình có kèo này? Thì mình đã chạy lại. Ok. Rồi. Thì ban đầu mình có là gì? Một cái POI. Một cái POI trên đỉnh này và một cái POI tiếp theo. POI này thì nó khá là to, nó khá là to. Thì hiện tại logic của mình thì mình chưa lấy POI này, nhưng mà với cái cách của mình giao dịch ấy, thì mình sẽ xét cái đỉnh này, nó là một cái liquid và nó cần phải quét, nó phải cần bị quét đó, nó phải cần bị quét. Thì mình có một kèo sell ở đây, thì trước đó nó đã phản ứng với một cái vùng tại khu 62 rồi, và ngày 12 tháng 1 thì nó đã phản ứng tại khu 58, đó là nó cứ tiếp diễn nhau, đấy, tiếp diễn nhau. Đây để đẩy xuống này, chạm đẩy xuống đây, từ trên nữa, chạm đây, chạm khu 77, sau đó đẩy xuống khu vực 61, 62 đẩy xuống và khu vực 58 đẩy xuống. Và hiện tại nó đang cho mình một cái khu tại khu 56, 57, đấy, tại khu 56, 60. Khoảng 4 giá, gọi đây SL 5 giá đi, 50 pip đối với vàng. Thì mình có một kèo sell vào đây. Ok. Thì mình có một kèo sell tại khu vực 57 và mình có là gì? Mình có TB 49. Đây. Mình đã có là gì? Dự định TB 49. Thì tại sao lại TB 49, đúng không? Thì ok. 49 là hôm nay cơ. Mình đã chạy một đoạn nhá. Ok, đây. Tại sao mình lại TB49? Thì mọi người có thể thấy ở đây là một cái khu vực hỗ trợ kháng cự, đúng không? Với anh em đánh theo Price thì đây sẽ là gì? Một cái cây level quan trọng. Đó, một cái cây level quan trọng. Nhưng mà với SMC thì đây sẽ là một cái khu vực thanh khoản. Có thể TB đã sẽ nhắm tới đây hoặc là xuyên qua. Mọi người để ý, ở đây có một cái POI thì nhiều người sẽ đặt TB tại khu 51, ok, không sai. Nhưng không dùng 51 để buy. Tại sao? Tại vì cái OB này hoặc là cái POI này nó nằm bên trên của cái hỗ trợ kháng cự này. Nếu cái TB, cái OB này nó nằm bên dưới cơ. Nó nằm bên dưới. Nằm bên dưới hỗ trợ kháng cự này thì ok, đây có thể là buy được. Nhưng mà không, mà nó lại nằm lên trên thì cái vùng này mình sẽ quy nó là một cái vùng chap. Chap có nghĩa là lừa mình vào một cái giao dịch, mặc dù đây là một cái OB rất là đẹp. Mặc dù đây là một cái OB hoặc là một cái POI rất là đẹp, đúng không? Đó, thì mình sẽ có TB ở đây là gì? 49. Đó. Rồi, thì ban đầu giá đã chạm vào POI của mình tại khu 56, 57 và giảm xuống. Đó. Thì nếu mà nhiều bạn đánh scalp thì có thể là 2 3 giá là họ cắt rồi. Đó. Còn không thì mọi người sẽ để xuống NTB chẳng hạn. Rồi, chạy tiếp để xem nó làm cái gì. Rồi, nhịp thứ hai nó quay lên, nó test. Nó phản ứng tiếp với cái POI mới này. Thì với bản thân mình thì POI mới này nó chả có cái gì để sell cả. Nó chỉ có là gì? Nó chỉ có imbalance với ba cái đen này thôi, chứ nó không có phá vỡ bất cứ cái gì ở đây cả. Đó, thì nếu mà ai mà thích theo kiểu đánh scalp nhanh ấy thì ok, mọi người có thể vào lệnh ở đây, còn với mình thì không. Mình sẽ đợi tiếp. Ok, sau đó nếu mà ai mà sell tại đây, đúng không, mà SL ngắn đi, SL ngắn thì có thể sẽ SL rồi, còn không thì sao? Chưa bị, vì mọi người sẽ đặt SL ra khỏi point chứ không phải là đặt SL chạm vào cái đường biên của point này. Và hơn nữa là sàn nó cũng khác trên cái sàn mọi người giao dịch, nên là mọi người sẽ cộng thêm speed hoặc là cộng thêm một vài pip vào cho nó an toàn.
Đó, thì có thể là có người bị đẩy bị SL lệnh này hoặc là không, hoặc là mọi người vẫn giữ nguyên SL là cái vùng trên này đó. Rồi tiếp tục, ok nó xuống đúng không, nó xuống được khoảng bao nhiêu, 4 giá. Rồi làm gì nữa, nó chạm vào cái POI này. Ok thì cũng có nhiều bạn là gì, mọi người sẽ buy lên để mà kiếm một cái ping pong nào của nó, ping pong ý là nó đang sideways. Có thể mọi người sẽ nhìn thấy là gì, nó đang sideways trong cái khu vực này. Đấy, thì mọi người có thể là đánh đánh ping pong, ý là bay lên TB lên đến trên này chẳng hạn. Đó, thì để thử xem. Ok, nó đã chọc xuống đúng như ban đầu mình dự đoán đúng không? Nó thật là một cái bẫy. Thì nó đã chọc xuống và mọi người đã có là gì? Một cái TB tại khu 49. Đó, tại khu 49 là mọi người đã có TB rồi. Đã xong một cái lệnh của mình. Thì với mọi người với cái kèo lúc sáng là mình đã có là bao nhiêu? Ô kìa. Ek. Đừng nói là hết pin nha. Ok. Cái bàn phím này nó bị ok thì khi TB 49 thì mọi người sẽ có là 7,5 giá hoặc là 70 pip, nói chung là 70 pip là chắc ăn đó. Rồi thì với 70 pip thì mình sẽ có cái gì, mình sẽ xét xem là tại khu 49 này là mình có thể bay được hay không. Thì với M15 nếu mà mọi người dùng cái POI này ok cũng được, nhưng mà nhìn nó khá là xấu đúng không? Thì ok mình vẫn bảo mọi người là gì, khi mà một cái POI xấu thì mọi người có thể là bóp về những cái khung bé hơn để check, để xem là nó có cái vùng nào nó hợp lý hơn không. Xem có cái vùng nào nó hợp lý hơn không, hợp lý hơn không đúng không. Thì với M5 thì nó cho mình một cái POI ở đây, nhưng mà nó ở khu 48 cơ chứ 49 là nó không có. Ok rồi thì khi mà mọi người đã TB 49 rồi thì ok có thể là thôi, có thể là đợi phản ứng, đợi nó tăng lên, nó tạo chóc hoặc là làm cái gì đấy ở những cái khung bé hơn để bắt, chứ không nhất thiết là cứ phải gì TB sau là mình sẽ bay ngược lên, như thế thì nó hơi nguy hiểm đúng không. Thì với M15 nó không có POI, ok mình lên M30 để xem mà nó có POI hay không. M30 thì có thể nó có đấy, nhưng mà nó cũng ở dưới này cơ, có thể là sẽ ở vùng dưới này hoặc là gì một cái POI ẩn đó. POI ẩn, nếu mà mọi người sử dụng POI ẩn thì ok nó sẽ có tác dụng, mọi người sẽ bắt được. Đây POI ẩn đúng không, đó mọi người đợi xíu để cho nó load, cái này mình tích hợp nhiều đâm ra nó load hơi chậm. POI ẩn là những cái POI mà gì? Nằm giữa hai cái mức có imbalance, thì nó sẽ vẽ cho mọi người là những cái point ẩn như thế. Ok sao đây nó có mà đây lại không có nhỉ? Point ẩn, ok. Cái phần này là mình chưa chưa vẽ được rồi, chưa xuất hiện. Đấy thì nếu mà mọi người mà bắt tại cái point ẩn này, đúng không? Thì ok mọi người sẽ có một cái entry tại 49. Nhưng mà chủ trương ban đầu của mình là gì? Là sell xuống chứ không phải là buy lên. Thì buy lên là buy lúc tối thôi. Lúc tối mình có buy, nhưng mà không phải là cái ru từ ban đầu.
Đó, đó là anh em tự bay với nhau thôi. 49 49 ok. Bốn chín à, ok rồi tắt cái này đi. Đó thì cái cầu xeo của mình là đã xuống, còn khu 49 thì hiện tại nó đang tăng lên, hiện tại nó đang tăng lên thì từ 49 này nó đang lên đến 54 rồi, 5 giá rồi. Đó, thì với vàng thì mình nghĩ rằng là nó sẽ làm một cái gì đấy ở khu vực trên này, nó sẽ làm một cái gì đấy ở khu vực trên này, vì là nó đang có cái động thái tích lũy với cái biên độ rộng chứ không phải là tích lũy hẹp trong cái khu M1 M5. Đó thì nó có thể là sideways trong cái vùng 58 49 này khoảng nửa ngày mai nữa, rồi bắt đầu là nó sẽ lao xuống. Thì với vàng với cái view lớn ở trên H1 đi, H1 thì để mà buy ấy, mình sẽ có hai khu vực, đó là một khu vực tại khu 39 và một khu vực tại khu 18. Đấy, 39 và 18. Đây là những cái khu vực là mình có thể bay được. Hơn nữa là đây, thì với H1 thì cái khu vực 48 này cũng là một khu vực bay tiềm năng. Thì mình có thể là coi một cái dâu này nó là một cái liquid và nó cần phải quét qua cái dâu này để bổ sung thanh khoản để chạm vào cái OB ở đây và bay lên, bật lên. Đó. Thì bật lên thì mình có cái gì tiếp? Thì khi mà mọi người nhìn lớn hơn đấy, mọi người sẽ thấy là đây đây nó đang nó giống như đang cho mình là một cái chen li quy, một cái chen li quy khá là đẹp. H1 thì nhìn nó không rõ mấy là H4. H4 mình có một cái kế hoạch sáng nay cho con vàng ở khung lớn đây. Đó đây đây một cái kênh, một cái chen li quy như này thì cấu trúc con 4 thì nó vẫn đang tăng. Thì ngày 13 nó đã chạm đến cái mức 0.79 này, Fibo nó đã pullback về và chạm vào cái mức Fibo 0.79 và bật lên. Có nghĩa là cái vùng discount của mình ấy, cái vùng mà lên mua ấy. Nhưng mà nó vẫn đang sideways trong cái TR đấy, trong cái TR đấy. Thì mình có thể là gì? Giá có thể là giảm để quét xuống những cái khu thấp hơn. Đó. Có thể là quét xuống cái khu bao nhiêu, tăng lên để quét liquid tại cái khu 60 này. Hoặc là gì? Tăng lên cái khu 7x. Đây, 7x là những cái PY swing này. Đó, thì khả năng là thứ hai nó sẽ tăng luôn để phá thì sáng sớm thứ hai thì nó cũng đã tăng rồi. À, nó tăng và nó chạm vào cái POI 5657 của mình ấy và bắt đầu nó xuống ấy. Thì mình có cái rule như vậy, có một cái plan như vậy. Đấy thì như sáng nay đúng không? Sáng nay hôm nay 15. Đây, đấy sáng nay là nó đã tăng lên, tăng lên để chạm vào POI 5657 này và lao xuống. Đấy thì mình cũng có là một cái kèo như vậy, một cái plan về vàng như vậy. Còn khung lớn thì mình vẫn thì mong muốn là gì, nó sẽ quét cái liquid chain này, quét cái liquid chain này. Ok, sau khi quét liquid chain thì có thể là chạm ngay vào cái OB đầu tiên. Cái này thì nó đã phản ứng một lần rồi nhưng mà nó chưa đi vào 50, thì chưa đi vào 50 50 ấy thì mình có thể là dùng được một phát nữa. Thì SL của nó nếu mà để xa đi nó cũng chỉ tầm 4 giá thôi thì ok, có thể rig thoải mái được vì là nó vừa quét chen, có thể là nó sẽ quét cái chen này đấy, và bắt đầu là đào xuống thì nó đủ điều kiện cho việc quét chen. Còn nếu mà nó không đủ thanh khoản
thì nó có thể là tiến lên cao hơn tại khu 71, 79 hoặc cao hơn nữa tại khu swing ở trên này 85 hoặc là 88. Nhưng mà khả năng lớn đó là gì? Tại khu 72 này, 71, 72 này đấy, là lớn nhất. Ok, đấy thì đấy là về vàng. Còn với dầu thì sao? Ok, dầu đây. Dầu thì hiện tại là nó đã chạm đến entry của cái POI đây rồi, một cái POI khá là đẹp, một cái POI khá là đẹp đó. Thì mọi người có thể check lại bằng cái việc là quét thanh khoản này, sau đó là bật lên mạnh này, rồi là trước đó có liquid này, sau đó thì chưa chạm vào point nhưng mà nó lại để lại thanh khoản một cái liquid chain đó, thì không có lý do gì mà không vào lệnh ở đây nữa, đúng không? Đó thì 71 bây giờ đã là 72,3 rồi. Mình đã có là gì? Cao nhất mình sẽ được là 10 giá. Ok. Còn hiện tại thì sao? Hiện tại thì mình chỉ được 6 giá thôi. Đó, nó đang pullback xuống rồi. Thì mình có thể là canh để buy tiếp tại những cái khung bé hơn, ví dụ như M5. Mình xem M5 mà nó còn POI nào có thể sử dụng để buy nữa không. Thì ở đây nó đang cho mình là một cái chain liquid. Và đây là một cái POI thì mình có thể sử dụng cái POI tại khu 72 này, 72.1 này để bay lên. Đó, khu 72.1 này để bay lên. Đó, bay lên thì ok, TP gần nhất thì đây, mình cũng có là một cái chain liquid ở đây. Thì TP gần nhất cứ khu 729 đã. Rồi tính tiếp. Ok. Đấy, thì đây là một cái recap nhanh về hai cái lệnh của ngày hôm nay. Còn những cái cặp khác thì nó chưa chạy. À, mình có là gì? Mình có GU. Nhưng mà GU nó lại giảm xuống luôn chứ nó không lên cái POI trên của mình. Đó. Ok. VN Index thì mình đang view nó đâm xuống. À, đang view nó giảm. Đang view nó giảm. Rồi, còn những cái con khác ví dụ như UZ thì chưa có mong muốn gì. Đó. Dạo này mấy con gì đi rất là hay. Ok, GU chưa chạm rồi. Mấy con N này thì mình rất là ít đánh. Đó, GCHF tích lũy khá là kinh. Tích lũy khá là kinh khủng ha. Chưa biết bao giờ sập rồi. Ok. Đấy, thì đây là view nhanh của hai con. Rồi, thì về phần kiến thức thì mình có thể là mình sẽ làm lại, làm video lại, giải thích dễ hiểu hơn, để cho mọi người có thể là tiếp cận được, và cũng như là hướng dẫn sử dụng cái indie này, cái chỉ báo này. Tất nhiên là chỉ báo nó không phải chân thánh, nó không phải là một cái hệ thống nào đó, cái này mọi người phải học mới dùng được. Chứ còn mọi người mà cứ cứ nhìn bình thường xong là cứ thấy point ở đâu mà đánh theo cái đấy thì khả năng chết mọi người sẽ tăng lên rất là nhiều. Đó, có khi đánh theo cái này còn chết nhiều hơn là mọi người tự đánh. Đó, thì quan trọng là gì? Mọi người phải biết được là cái phương pháp giao dịch của mình là gì và những cái logic mình sử dụng nó là cái gì, thì khi đấy mọi người mới dùng được, còn không thì mọi người sẽ không dùng được đâu. Đó, thì đây chỉ là dùng để hỗ trợ cho mọi người xác định cấu trúc nhanh hơn hoặc là tìm ra những cái point nhanh hơn, sau đó là mọi người sẽ có thời gian để check point kỹ hơn. Ví dụ như có thể check là gì, ok đằng trước đó nó có quét thanh khoản hay không, hoặc là nó có nó ở vùng cây level nào chẳng hạn. Đó, thì cái đấy là mọi người nên check để tăng khả năng thắng hơn. Ok chưa? Đấy, chứ không nên là gì cứ tất tay phụ thuộc vào nó. Như thế thì nó sẽ không ăn thua. Đấy. Thì cái quan trọng vẫn là gì? Vẫn là cấu trúc. À, cấu trúc. Kể cả nó có vẽ cho một cấu trúc của mọi người như thế, cũng không nên tin 100%. Có nhiều trường hợp là nó vẫn đang tính sai cấu trúc, nó đang lấy sai IDM. Đó. Có rất là nhiều trường hợp, có một vài trường hợp đặc biệt đấy. Có thể là kéo trạc trong vòng 1-2 tháng là mình sẽ có 1-2 trường hợp nó đang lấy sai. Thì cái bản này là cái bản mà có phí. Đó, bản có phí.
Còn hiện tại cái bản free thì mình đang để cho mọi người dùng ở trên mô tả, có hạn đến 22 tháng 1, thì mọi người có thể là sử dụng cái đấy. Cái đấy thì ok, nó tất nhiên là nó sẽ không đủ chức năng bằng cái bản chính thức này, nhưng mà cái cấu trúc hoặc là cái UI thì mình cũng đã có khá là nhiều cái tương đồng với cái bản này rồi. Đó. Nó chỉ không có là gì EQH, EQL thôi. Đó. Ok. Đấy thì đây là mà cái video mình muốn nói về hai cặp vàng và dầu của ngày hôm nay. Ok. Rồi. Mọi người có ý kiến gì về cách phân tích hoặc là cái phong cách giao dịch cũng như là về indie thì mọi người hãy comment bên dưới. Mình sẽ giải đáp thắc mắc. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người vào những video lần sau.